Đồng chua có phải đất Đào Viên, chắc hẳn dân ta chẳng chịu hèn. Tam kiệt giao tình còn nhớ mãi, đại đồng đính ước vẫn chưa quên. Tha hồ thời thế đà xoay chuyển, nhắn nhủ anh em cứ vững bền. Còn đất, còn trời, còn vũ trụ, có phen kéo lại cõi Nam Thiên. Chùa Đông An vốn trước kia là chùa Đông, nơi thành lập và hội họp của một trong ba tổ thanh niên đầu tiên ở Phủ Thái Ninh. Cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Năng, Bí thư Tỉnh Bộ Thanh niên Thái Bình. Tổ thanh niên này đã cùng một số thanh niên yêu nước ở Đông An cổ hội, treo cờ búa liềm và giải truyền đơn ở nhiều địa điểm, góp phần đưa phong trào ở Thái Ninh lên cao. Trong cái khu mà cửa Phật này thì là có đào một cái hầm, bộ đội rồi du kích rồi là dân quân là cũng đều là hoạt động xung quanh ở đây. Đầu tháng 8 năm 1945, phong trào cách mạng ở Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh trước kia nay là xã Đông Quan lên cao. Lực lượng Việt Minh và quân chúng hoạt động sôi nổi. Chiều ngày 18 tháng 8 năm 1945, khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp bàn và quyết định tổng khởi nghĩa, cũng là thời điểm diễn ra cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Phủ Thái Ninh. Đình Thượng Phú, nơi cất giấu tài liệu và họp kín của tổ chức Việt Minh thời đó, nay vẫn còn lưu nhiều dấu tích. Qua một thời gian thì đến bây giờ thì đình làng vẫn luôn được duy trì và trùng tu và tôn tạo và đã đi vào hoạt động, là cái hiệu quả là nơi mà hoạt động văn hóa tâm linh, là nơi sinh hoạt hội họp của chi bộ cũng như cán bộ và nhân dân trong thôn, cũng là để giáo dục với thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của lớp người đi trước. Những chứng tích lịch sử của một thời hào hùng vẫn được Đông Quan lưu giữ, đó như ngọn đuốc soi đường cho Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo địa phương hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong đó phải kể đến việc quan tâm nâng cao đời sống cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 6-7 triệu trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 2,2%. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị để thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu của đô thị loại 5, để thực hiện đẩy mạnh phát triển theo hướng đô thị, tạo cái sự đồng thuận cao trong nhân dân và phát triển thì đẩy mạnh đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào các hoạt động và đẩy mạnh các cái tỷ trọng trong công nghiệp, dịch vụ, thương mại, xây dựng cơ bản và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hành trang mới với sức bật mới mà Đông Quan đang hiện thực hóa sẽ được kế thừa từ bề dày của truyền thống yêu nước cách mạng, để tên đất tên người sẽ mãi được khắc ghi, xứng là vùng đất hội tụ khí thiêng đã sản sinh ra thế hệ những anh tài tuấn kiệt.